chống xước cho xe của mình. Tốt nhất thì các bác nên dán PPF các nhá. Ở đây thì có một chiếc CX5 kỹ thuật bên em đang dán PPF nội thất cho xe này. Các bác ở đấy bình thường, đây là cái ni lông nguyên bản của xe nhé, thì nó sẽ có những cái vết xước này, kể cả khi mà tay mình sử dụng những cái phím bấm lên xuống, hoặc là đặc biệt là khi mà có trẻ nhỏ đấy, khi mà lên xe người ta trẻ con nghịch, đặc biệt là cái dòng PPF bên em nó là PPU nha anh em các bác nhé. Thứ nhất là cái PPF nội thất của bên em rất là dày, và cái tỷ lệ nó có khả năng tự phục hồi nhé. Và sau này kể cả các bác có bóc đi ấy, thì nó không để lại cái lớp keo ở trên này. Và đặc biệt là khi mà cái dán cái này nó sẽ tăng cái độ bóng, và những cái xe các bác nào mà đã có những cái vết xước dăm như thế này nhá, thì khi mà mình dán lên ấy, gần như là nó sẽ xóa luôn cái vết xước ấy, nó che mờ đi vết xước nha các bác nhé. Đây, ví dụ như xe này mới này, khi mà các bác bóc đi các bác dán luôn thì những cái chi tiết này nó rất là bóng và đẹp này, sáng, và kể cả sau này mình sử dụng lâu năm thì nó không bị ố, nó không bị xước. Đặc biệt là những cái vị trí này thì như dòng CX5 thì đặc biệt là các bác mà sử dụng vài năm là nó bị xước, cái nhựa bóng ấy xước và nhìn nó rất là lộ luôn. Và cái vị trí này là cái tay hóm cửa này, cái đặc điểm này là cái vị trí mà khi mà mình sử dụng nhiều nhất và hay bị nhiều nhất. Bình thường khi các bác đi xe ấy, nó sẽ có bám bụi và cát, bụi bẩn vào đây, thì khi mà mình ấy này, móng tay hoặc là cái trang sức của mình cọ vào đây, cái vị trí này xước rất là ác. Thì combo gói của bên em sẽ có cả cái hõm cửa này các bác nhé, hoặc các bác nào muốn dán nguyên hõm cửa bên em có riêng. Đó, một là full bộ, hai các bác có thể lựa chọn cái vị trí chi tiết mình dán kèm được. Các bác nào mà muốn bảo vệ cái chi tiết xe của mình chống trầy xước thì các bác có thể qua Gala Thái Nguyên để dán PPF cho xe của mình các bác nhé.